ô tô nối đuôi che chắn gió bão cho xe máy. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thành phố Hà Nội đã có cơn mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 7 tháng 9, các nơi phổ biến từ khoảng 30 đến 60 mm. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ chiều tối đến đêm ngày 7 tháng 9. Dự báo tác động của gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Trong hôm nay đã ghi nhận nhiều nghĩa cử cao đẹp của những tài xế chủ động che chắn gió bão cho người dân lưu thông trên các cây cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân. Cụ thể, chiều ngày 7 tháng 9, trong lúc đi làm nhiệm vụ trở về, thấy nhiều người dân khó di chuyển, chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ dùng xe chuyên dụng che chắn cho hàng chục người đi xe máy trên cầu vượt Trần Hữu Dực. Những hành động đẹp và ý nghĩa của các tài xế khi được đăng tải lên mạng xã hội đã được cộng đồng dành nhiều lời khen.